Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện The Audio. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ và thoải mái. Mong các bạn ủng hộ kênh bằng cách like, share và đăng ký kênh. Hãy để lại cảm xúc nghe chuyện dưới phần bình luận. Và sau đây mời mọi người chúng ta tiếp tục với bộ truyện Tiên tộc Trì Vượng, tập 241. Mời mọi người chúng ta tiếp tục với diễn biến của bộ truyện. Hồ nước này lợi dụng trận pháp cải tạo, chuyên môn lấy để chăn nuôi bằng cốt ngư. Bằng cốt ngư chất thịt ngọt, bằng phong giao rất thích ăn. Ô tước cùng Long Khâu đều là bậc ba trung phẩm. Giao Long tốc độ tiến cấp tương đối chậm chạp. Luận thần thông, bằng phong giao là mạnh nhất. Luận chịu đòn, bằng phong giao cũng là mạnh nhất. Vương Thanh Linh huýt gió một cái, bằng phong giao từ trong hồ nước bay ra, xoay một cái đáp ở trước mặt Vương Thanh Linh. Bằng phong giao đã phát triển dài hơn 50 trượng, hình thể không ngừng to lên, cấp bậc vẫn chỉ là bậc 3 trung phẩm. Cái mũi của nó phun ra hai luồng khí lạnh thấu xương, mặt đất nháy mắt kết băng, dài hơn 10 trượng. Thanh Linh, nếu nó có thể trước khi phi thiên khư mở ra tiến vào bậc 3 thượng phẩm thì tốt rồi. Vương Trường Sinh khẽ cười nói, Vương Thanh Linh thực lực cá nhân tương đối yếu, dựa hết vào linh thú linh cầm. Giao Long tiến cấp cũng không nhanh như vậy. Phi tiên khư có không ít thiên tài địa bảo, nói không chừng đây là cơ duyên tiến cấp của Tiểu Bạch đến. Vừa Thành Linh hai mắt tỏa sáng, cương chiều xoa đầu băng phong giao. Nàng đã coi băng phong giao thành người thân. Thành Linh, trái chân hồn quả này cho cháu dùng. Thực lực cá nhân của cháu khá yếu, nếu là mất đi linh thú, thực lực của cháu giảm hẳn. Phi tiên khư ngay cả yêu thú cấp 4 cũng có lui tới. Cháu đề cao thần thức, không chế thêm mấy con rùa thú bậc 3, đề cao tỷ lệ sinh tồn. Vợ Trường Sinh lấy ra một trái chân hồn quả cuối cùng, giao cho Vương Thanh Linh. Phi thiên khư rất nguy hiểm. Trầm gia phái 10 vị kết đan tiến vào phi thiên khư, chỉ có 2 người còn sống rời đi. Vợ Thanh Linh không thể trông cậy hết vào linh thú. Cảm ơn cửu thúc, trái chân hồn quả này vẫn là tặng cho bát tỷ đi. Cháu đánh không lại có thể chạy. Long Khâu tinh thông thổ độn thuật, ô tước bay rất nhanh, Tiểu Bạch có thể di chuyển ở dưới biển. Vương Thanh Linh uyển chuyển từ chối. Vương Thanh Thiến số lần sinh tử đấu có thể đếm được trên đầu ngón tay, chân hồn quả cho nàng dùng tương đối thích hợp. Vương Trường Sinh vui mừng gật đầu, cười nói, nó đã có một trái chân hồn quả, hải đường không cần ta lo lắng. Thù Minh và Hoa Phong thực lực cũng không yếu, so với bọn họ ta càng lo lắng cho cháu hơn. Vâng, cháu liền nhận, cảm ơn thúc. Vương Thanh Linh vui vẻ ra mặt nhận chân hồn quả. Nói chuyện phiếm một khắc đồng hồ, Vương Trường Sinh về tới Thanh Linh Phong. Hắn lấy ra tài liệu luyện khí, bắt đầu luyện khí. 2 năm thời gian, hắn cần luyện chế thêm vài món pháp bảo, giao cho 5 người bọn Vương Thanh Thiến phòng thân. Hồng Nguyệt Hải Vực, Thanh Lý Đảo, Vô Trần Phong. Trong một tòa trang viên diện tích cực rộng, Trường Vô Trần cùng Long Ngọc Tông ngồi ở trong đình đá nói chuyện phiếm. Trương Vô Trần vẻ mặt đầy hưng phấn, Lâm Ngọc Tông lộ vẻ mặt do dự. Không uổng công ta mấy năm nay bán mạng cho Vạn Kiếm Môn, có 4 danh ngạch, ta tính phái bọn Hoàn Vũ tiến vào phi thiên khư, hy vọng có thể đạt được 1-2 món dị bảo hoặc là 1-2 môn bí thuật. Trương Vô Trần có chút kích động nói, Vạn Kiếm Môn cho Trương ra 4 danh ngạch. Lâm Ngọc Tông hơi chần chờ nói, Hoành Vũ chỉ kết đan tầng 6, nó là linh thể giả, nếu xảy ra chuyện gì vậy thì phiền toái, ta thấy là phái người khác đi đi. Trương Vô Trần khẽ hừ một tiếng nói, nếu không phải ta bôn ba khắp nơi, nó có thể có hôm nay sao? Trương gia có thể có hôm nay, chỉ cần có thể đoạt lại vị trí cung chủ, đừng nói 5 tu sĩ kết đan, chôn vùi toàn bộ Trương gia ta cũng sẽ không tiếc. Ngươi sẽ không thực coi Hoành Vũ trở thành hậu nhân của ngươi chứ? Đoạn lời này của nàng khiến Lâm Ngọc Tông có chút không thoải mái. Trương Vô Trần tính cách khá cường thế, nàng là loại người vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, đã nghiệm chứng nhiều lần. Vương gia hẳn là cùng có 1 danh ngạch, đến lúc đó liên thủ cùng tu sĩ kết đan của Vương gia hẳn là có thể tìm được một ít thứ tốt. Lâm Ngọc Tông không muốn nhiều lời ở đề tài này,
vội vàng rời đi đề tài. Hy vọng thế, Nhật Nguyệt Luân là ba đại chấn tông chi bảo của Nhật Nguyệt Cung. Tài liệu chính là đến từ Phi Thiên Khư. So sánh với pháp bảo, ta càng để ý bí thuật từ linh giới lưu truyền tới hơn. Trong mắt của Trương Vô Trần có ánh sao lóe lên. Cho dù đạt được tài liệu quý hiếm, nàng không biết luyện khí cũng không có tác dụng gì. Nếu là bí thuật, nàng có thể tu luyện bí thuật. Phi Thiên Khư hơn 1000 năm mở một lần, thật sự có bí thuật linh giới truyền lưu xuống sao? Lâm Ngọc Tông có chút hoài nghi. Trương Vô Trần gật đầu nói, hoàn toàn chính xác. Từ Quý Kiếm Tôn của Thái Nhất Tiên Môn, người biết chứ? Theo điển tịch Nhật Nguyệt Cung chúng ta ghi lại, Từ Quý Kiếm Tôn từng tiến vào Phi Thiên Khư. Công pháp chấn tông Từ Quý Kiếm Quyết của Thái Nhất Tiên Môn chính là đến từ linh giới. Nếu không, ngươi cho rằng Từ Quý Kiếm Tôn làm sao chấn được Đông Hoang yêu tộc? Nếu không phải như thế, Nam Hải cùng Bắc Cương đã sớm chia cắt Đông Hoang. Xuân đi thu đến, 2 năm thời gian rất nhanh đã trôi qua. Kim Thiền Hải Vực, đảo Chu Sơn, phòng nghị sự. Phương Hiểu Du ngồi ở trên chủ tọa, mười mấy tộc lão ngồi ở hai bên, bọn họ vẻ mặt ngưng trọng. Đảo Chu Sơn Vương gia là một chi nhánh của Thanh Liên Vương gia, trước mắt đã có 535 người tu tiên, 2 tu sĩ kết đan. Phương Hiểu Du phụ trách quản lý tộc nhân ở đảo Chu Sơn. Nàng đã tu luyện đến kết đan tầng 6, kẹt mãi ở bình cảnh. Gia chủ, gần đây có lượng lớn tu sĩ xuất hiện ở Kim Thiềm Hải Vực. 10 đại tông môn cùng con cháu 10 đại tu tiên thế gia đều có, nhắm chừng có việc lớn sắp xảy ra. Một tộc lão có chút lo lắng nói, không có việc gì, làm tốt công việc của mình là được, đừng để ý tới những người này. Phương Hiểu Du biết nội tình, Phi Thiên Khư ngay tại chỗ bên rìa Kim Thiềm Hải Vực, những người này đến là vì Phi Thiên Khư. Qua mỗi ngàn năm, lực giới diện có sự suy yếu, 10 đại môn phái lợi dụng pháp bảo chấn tông mới có thể mở ra một lỗ thủng, phái người đi vào tầm bảo Kim Thiềm Đảo ở tây bắc bộ Kim Thiền Hải Vực, dài 580 dặm, rộng 320 dặm, bởi chăn nuôi lượng lớn kim thiềm thú mà được đặt tên. Một ngọn núi xanh biếc hơn ngàn trượng, một tòa cung điện màu đỏ hình thể thật lớn sừng sừng ở đỉnh núi. Trên cột đá của cung điện màu đỏ có khắc một ít hình trăng sao. Có lượng lớn tu sĩ ra vào Kim Thiềm Đảo, một bộ cảnh tượng đầy náo nhiệt. Trong cung điện màu đỏ, Tống Thiên Dương và Mộc Nguyệt Hoa ngồi ở trên ghế chủ tọa. Bọn họ là người thừa kế tương lai của Nhật Nguyệt Cung, cùng là người nối nghiệp Đổ Xưởng cùng Phương Nguyệt. Bọn họ tinh thông bí thuật hợp kích, liên thủ có thể địch lại tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ. Đỗ Xưởng và Phương Nguyệt bận truy bắt Chu Tư Hồng không đi được. Diệu Nhật Chân Nhân, Lý Cảnh ngồi ở một bên, ba người đang bàn bạc cái gì? Lý Sư Thúc, người thế lực phụ thuộc bọn đới ra tới chưa? Tống Thiên Dương khách khí hỏi. Bọn họ đều là tu sĩ Nguyên Anh, nhưng dựa theo bối phận, Tống Thiên Dương cần xưng hô Lý Cảnh là Sư Thúc. Còn chưa, hẳn là sắp đến rồi. Phi Thiên Khư hơn 1000 năm mới mở ra một lần. Lão Phu nếu không phải kết anh tương đối sớm cũng muốn đi vào tầm bảo. Lý Cảnh có chút tiếc hận nói. Bỏ qua một bên thiên tài địa bảo của Phi Thiên Khư không nói chuyện. Phi Thiên Khư có thể có bảo vật linh giới lọt xuống, chỉ dựa vào một điểm này đã đủ để cho người ta điên cuồng. Mộc Nguyệt Hoa mỉm cười. Lý Sư Thúc nói đùa rồi, loại việc nhỏ này để người nhỏ hơn một bối phận đi là được. Chúng ta một lần này đã phái không ít đệ tử tinh nhuệ tiến vào Phi Thiên Khư, khẳng định có thể đạt được không ít thứ tốt. Nhật Nguyệt Tháp Tử là tu sĩ kết đan Nhật Nguyệt Cung tỉ mỉ bồi dưỡng. Một lần này phái ra 5 người tiến vào Phi Thiên Khư, đủ để có thể thấy được. Nhật Nguyệt Thập Tử là tu sĩ kết đan Nhật Nguyệt Cung tỉ mỉ bồi dưỡng. Một lần này phái ra 5 người tiến vào Phi Thiên Khư, đủ để có thể thấy được Nhật Nguyệt Cung coi trọng đối với Phi Thiên Khư. Lý Cảnh lắc đầu nói, thực lực không đại biểu tuyệt đối an toàn, vận khí cũng rất quan trọng. Phi Thiên Khư nguy hiểm trùng trùng, ngay cả yêu thú cấp 4 cũng có. Trầm gia, một trong 10 đại tu tiên thế gia, phái 10 tu sĩ kết đan tiến vào Phi Thiên Khư, kết quả đụng phải dị tộc
chỉ có hai người còn sống rời khỏi phi thiên khư. Vận khí loại này ai nói chuẩn được. Tu sĩ kết đan dám vào phi thiên khư tầm bảo, người nào không phải lấy mạng ra liều. Đúng rồi, Lý Sư Thúc, người Vương gia còn chưa tới sao? Vương gia bồi dưỡng ra nhiều giao long bậc ba, còn có con rôi thú. Nếu là có thể liên thủ với người của Vương gia, tỷ lệ lấy được bảo vật lớn hơn. Phi tiên khư cực kỳ nguy hiểm, có thêm mấy vị minh hữu, tỷ lệ sống sót càng cao. Ngay lúc này, một lá bùa truyền âm bay vào, dừng ở trước mặt Tống Thiên Dương. Hắn búng hai ngón tay, một luồng hào quang màu đỏ bay ra, đánh trúng lá bùa truyền âm. Một giọng nam tử chợt vang lên: Tống Sư Thúc, người Vương gia tới rồi, đi Thanh Ngư Đảo. Người Vương gia tới rồi, cần rút thời gian đi Thanh Ngư Đảo một chuyến mới được. Một hòn đảo ngoài hình giống như một con cá lớn màu xanh, phía đông tương đối rộng thoáng, tây bộ khá hẹp. Trên đảo một mảnh cảnh tượng xanh um tươi tốt, kiến trúc san sát, lượng lớn tu sĩ hoạt động ở trên đảo. Trên một mảnh đồng bằng rộng lớn, ba con giao long hình thể thật lớn ghé vào trên đồng bằng. Vương Trường Sinh ngồi ở trên đầu của một con giao long màu xanh. Từ sau khi hắn đạt được tin tức phi thiên khư mở ra, hắn liền chuyên tâm luyện chế pháp bảo cùng con rối thú. Vừa mảnh phần phái ra lượng lớn nhân thủ mua tài liệu tu tiên, mua được hai bộ trận pháp cấp 4. Năm người Vương Thanh Thiến, Vương Thanh Linh, Diệp Hải Đường, Vương Thu Minh cùng Vương Hoa Phong đại biểu Vương gia tiến vào phi thiên khư tầm bảo. Trong đó Vương Thanh Thiến, Vương Thanh Linh, Vương Thu Minh đều có giao long bậc 3. Ngoài ra Vương Trường Sinh cho Vương Thanh Thiến sử dụng con rối thú cấp 4, Diệp Hải Đường có trận pháp cấp 4. Về phần Vương Hoa Phong, Vương Trường Sinh luyện chế cho hắn hai pháp bảo phòng ngự. Chỉ luận tốc độ, kết đan kỳ hiếm ai có thể đuổi kịp Vương Hoa Phong. Nơi xa có một tòa lầu cát màu xanh cao 9 tầng, phụ cận có tu sĩ thủ hộ. Hai luồng độn quang từ trong lầu cát màu xanh bay ra, dừng ở trước mặt Vương Trường Sinh, chính là Lý Thụy cùng Nam Cung Phù. Vương Trường Sinh hạ xuống mặt đất, hai tay ôm quyền nói: Lý đạo hữu, Lý phu nhân, đã lâu không gặp. Lý Thụy và Nam Cung Phù vẫn là nguyên anh sơ kỳ, nhưng bọn họ là kiếm tu, song kiếm hợp bích, từng mạnh mẽ địch lại tu sĩ nguyên anh trung kỳ. Lý Thụy gật đầu nói: Vương đạo hữu, đã lâu không gặp, chúng ta chờ ngươi đã lâu, các ngươi cuối cùng cũng tới rồi, đám người Diệp đạo hữu còn chưa tới. Ánh mắt của Nam Cung Phù dừng ở trên người Vương Thanh Linh, khen: Vị này chính là Bách Linh tiên tử nhỉ, không tồi. Vương đạo hữu, Vương gia các người thật sự là nhân tài đông đúc. Lý phu nhân quá khen rồi, Vương gia chúng ta so với vạn kiếm môn của các người còn kém xa. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói. Hắn không biết đoạn lời này của Nam Cung Phù có ý tứ khác hay không, tự nhiên sẽ không tiếp chuyện. Vương đạo hữu, các người một đường vất vả rồi, nghỉ ngơi trước đi, chờ đám người Diệp đạo hữu đến rồi chúng ta lại cùng nhau bàn bạc việc lớn. Bởi vì sự tồn tại của Chu Tư Hồng, mười đại tông môn càng thêm coi trọng phi thiên khư. Nhờ đâu Chu Tư Hồng thật sự mở ra một thông đạo không gian, nếu có thể đạt được vài món trọng bảo, có thể giảm bớt tổn thất. Bảo vật có hạn, ai cũng không muốn nhường cho người khác. Mười đại tông môn Nam Hải bây giờ đoàn kết nhất trí, đó là bởi vì Chu Tư Hồng tồn tại, cạnh tranh giữa bọn họ chưa bao giờ biến mất. Triệu Sư Điệt, sắp xếp cho đám người Vương đạo hữu một chỗ ở đi. Nam Cung Phù gọi tới một thiếu nữ váy xanh, ngũ quan thanh tú, bảo nàng sắp xếp chỗ ở cho đám người Vương Trường Sinh. Không có bao lâu, đám người Vương Trường Sinh xuất hiện ở trong một tòa trang viên yên tĩnh. Thanh Thiến, Hải Đường, trong thời gian này các người lui tới nhiều hơn với tu sĩ kết đan của thế lực khác, đặc biệt tu sĩ tiến vào phi thiên khư. Các người nếu là tiến vào phi thiên khư, vậy là minh hữu, đương nhiên tộc nhân mới là tin cậy nhất, minh hữu không nhất định đáng tin cậy. Vương Trường Sinh dặn dò, nếu tiến vào phi thiên khư, thế lực phụ thuộc vạn kiếm môn tự nhiên là một đoàn thể nhỏ, nhưng bên trong đoàn thể nhỏ cũng là có cạnh tranh, ai cũng không dám cam đoan, ai cũng không dám cam đoan đoàn thể nhỏ không sẽ xảy ra nội chiến. Không có bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn mà thôi. Năm người Vương Thanh Thiến lập tức đáp ứng. Cho dù Vương Trường Sinh không nói, bọn họ cũng sẽ không dễ tin người khác. Nói chuyện phiếm chốc lát, Vương Trường Sinh bảo bọn họ lui xuống, ai về chỗ người ấy. Vương Trường Sinh
ở một tòa nhà lớn khoảng một mẫu. Giữa sân là một hồ nước lớn khoảng nửa mẫu. Bên cạnh hồ nước có một tòa lầu cát màu lam cao 3 tầng. Phương Trường Sinh hóa thành một dải cầu vồng màu lam, bay ra khỏi đảo Thanh Ngư. Nửa khắc đồng hồ sau, hắn xuất hiện ở trên không một hòn đảo hoang lớn hơn trăm dặm. Hòn đảo này nhìn qua có chút hoang vắng. Trên bờ cát có lượng lớn hạt màu đỏ, hình như là phân kiểu thú. Hắn nhẹ nhàng vẩy cổ tay một cái, một luồng hào quang màu lam bay ra, chính là Lân Quy. Lân Quy phát ra tiếng rống hưng phấn, hóa thành nhiều đốm sáng màu lam biến mất. Ngay sau đó, Lân Quy xuất hiện ở trong nước biển, nó lặn xuống đáy biển. Phương Trường Sinh đáp ở trên bờ cát, thần thức mở rộng, nhìn quét một lần phạm vi trăm dặm, cũng chưa phát hiện khí tức của tu sĩ Nguyên Anh khác. Hắn lúc này mới yên lòng. Mặt biển bình tĩnh chợt vỡ ra, bắn tung lên sóng biển cao hơn 10 trượng. Một con cá mập màu lam dài hơn 10 trượng nhảy ra khỏi mặt biển, vẻ mặt kích động. Hai tia chớp màu lam to bằng cánh tay người trưởng thành từ đáy biển bay ra, đánh chuẩn xác ở trên thân cá mập màu lam. Cá mập màu lam phát ra tiếng gào rống khổ sở, rơi xuống biển. Sóng biển bắn tung tóe cao lên mấy chục trượng. Một lát sau, Lân Quy trồi lên trên mặt biển, trong mồm nó cắn chặt cá mập màu lam toàn thân cháy đen, bò đến trên bờ cát, hưởng dụng mỹ thực. Cứ xỉ xa, chú thích cá mập răng cưa. Bậc 3 trung phẩm cũng không phải là đối thủ của Lân Quy. Nếu là nó tiến vào cấp 4, thực lực sẽ không kém Chấn Hải Viên bao nhiêu. Nếu là luận thực lực, Chấn Hải Viên thực lực tương đối mạnh. Dù sao nó mang huyết mạch của Sơn Nhạc Cự Viên, một thân lực lượng to lớn, yêu thú cùng cấp, hiếm có con nào có thể so sánh với Chấn Hải Viên. Lân Quy sức ăn rất lớn. Sau khi ăn hết một con cứ xỉ xa bậc 3, nó lại lặn vào đáy biển. Một lần này nó thuần túy là đuổi đánh yêu thú bậc 3 khác. Thỉnh thoảng có yêu thú bậc 3 nhảy ra khỏi mặt biển. Phương Trường Sinh cười mà không nói. Lân Quy tương đối thích bơi. Phương Đạo Hiểu thật có hứng thú nha. Một giọng có chút sang sảng từ trên trời truyền đến. Vừa dứt lời, một luồng độn quang màu vàng kim xuất hiện ở phía chân trời nơi xa. Phương Trường Sinh nheo đôi mắt lại, thấy rõ chân dung hào quang màu vàng. Hào quang màu vàng là một con quạ màu vàng to hơn 10 trượng, dưới bụng tỏa ra hào quang màu vàng, tốc độ rất nhanh. Công Tôn Ưởng và Hải Tâm Nhẫn ngồi ở trên lưng của con quạ màu vàng. Ở phía sau bọn họ là mấy chục đệ tử Vạn Thú Đạo. Ồ, Công Tôn Đạo Hiểu, Hải Tiên Tử, đã lâu không gặp. Phương Trường Sinh cười chào hỏi một tiếng. Hải Tâm Nhẫn đã tiến vào Nguyên Anh Trung Kỳ, nhưng lúc ấy Vương Trường Sinh đang bế quan tu luyện, chưa thể tự mình đến Vạn Thú Đảo chúc mừng, chỉ phái Vương Mạnh Phần tới chúc mừng. Con quạ màu vàng lượn một cái ở bầu trời, đáp ở trên bờ cát, nổi lên một trận cuồng phong, thổi bay lượng lớn hạt cát. Công Tôn Ưởng cười gật đầu, ánh mắt nhìn nước biển phía dưới mở lời khen. Vương Đạo Hiểu, con linh thú này của ngươi có chút bất phàm. Nếu là có thể nuôi đến cấp 4, khẳng định là một trợ lực lớn. Luận linh thú, tại hạ làm sao so được với Công Tôn Đạo Hiểu. Phương Trường Sinh khiêm tốn nói, ánh mắt nhìn về phía tu sĩ Vạn Thú Đảo sau lưng Công Tôn Ưởng, tò mò hỏi. Công Tôn Đạo Hiểu, đây là đệ tử các ngươi muốn phái vào Phi Thiên Khư sao? Công Tôn Ưởng quay đầu nhìn về phía một thanh niên áo sam xanh, diện mạo hiên ngang, vẻ mặt ôn hòa nói. Triệu Sư Điệt, con không mau bái kiến Thái Hạo Chân Nhân. Thanh niên áo sam xanh bước nhanh đi lên phía trước, cúi người hành lễ với Phương Trường Sinh, nói: Vạn bối Triệu Địa, bái kiến Phương tiền bối. Phương Trường Sinh đánh giá cao thấp Triệu Địa một lần, cười khen: Không sai, thanh linh rất thích khu trùng ngự thú. Ngày khác các người làm quen một chút, tiến vào Phi Thiên Khư tầm bảo, các người nói không chừng có thể chiêu ứng lần nhau, thêm mấy minh hiểu tỷ lệ sống sót là cao hơn. Vạn bối đã sớm muốn kết bạn với Bách Linh Tiên Tử, đáng tiếc chưa có cơ hội. Một lần này khẳng định không thể bỏ lỡ. Triều Địa giọng điệu thành khẩn, bộ dáng nho nhã lễ độ. Một chàng tiếng thu rống chợt từ trên người Công Tôn Ưởng vang lên. Công Tôn Ưởng nhíu mày, lấy ra một tấm pháp bàn màu xanh, đánh vào một pháp quyết, nói với Vương Trường Sinh: Vương Đạo Hiểu, chúng ta còn có việc trong người, cáo từ trước. Trước khi Phi Thiên Khư mở ra, chúng ta có thể tụ tập một chút.
để cho tiểu bối kết bạn một phen. Vô Trường Sinh gật đầu nói: không có vấn đề, Công Tôn đạo hữu, Hải tiên tử đi thong thả. Con quạ màu vàng giang đôi cánh, chờ đám người Công Tôn Ưởng bay trở về phía bầu trời, rất nhanh đã không còn bóng dáng. Một tràng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, mặt biển một lần nữa nổ tung. Một con cá da trơn màu vàng dài 3 trượng nổi lên mặt biển, bụng nó có một cái lỗ máu to bằng nắm tay, phụ cận lỗ máu cháy đen bốc ra một luồng khí nóng. Lần quỳ ở đáy biển sâu săn giết yêu thú bậc 3 khác, nó phóng ra thủy cương thần lôi uy lực thật lớn, yêu thú bậc 3 không chịu được mấy. Nó còn tinh thông thủy độn thuật, yêu thú bậc 3 muốn vây công nó cũng không chạm được vào nó. Hoàng hôn, ánh nắng chiều chiếu lên trên mặt biển, nhuộm mặt biển thành màu vàng tươi. Lần quỳ nổi lên trên mặt biển, Vương Trường Sinh đứng ở trên lưng của nó. Nó chở Vương Trường Sinh di động hướng tới đảo Thanh Ngư. Về tới đảo Thanh Ngư, Vương Trường Sinh bảo Lân Quy chơi đùa ở trong hồ nước. Hắn trở về phòng ngồi thiền điều tức. 7 ngày sau, Lý Thủy phát cho hắn một lá bùa truyền âm, bảo hắn dẫn theo tộc nhân tiến vào Phi Thiên Khư, chạy tới phòng nghị sự. Vương Trường Sinh dẫn theo 5 người bọn Vương Thanh Thiến tới phòng nghị sự. Lý Thủy và Nam Cung Phù chờ đã lâu. Diệp Vũ Vi với Lưu Tân Triều đều có mặt. Bọn họ đều là dẫn theo 3 hậu bối kết đan kỳ. Trừ bọn họ còn có 10 tu sĩ kết đan của Vạn Kiếm Môn. Lý đạo hữu, Thanh Lý đạo Trương gia không có danh ngạch sao? Vương Trường Sinh có chút tò mò hỏi. Trương Vô Trần mấy năm nay nổi bật không ai bằng, bỏ không ít sức cho Vạn Kiếm Môn. Vạn Kiếm Môn không nên không cho mấy danh ngạch. Đương nhiên là có, ta đã phái người thông báo Trương tiên tử, bọn họ hôm qua mới chạy tới đảo Thanh Ngư. Làm phiền Vương đạo hữu quan tâm rồi. Phi Thiên Khư mở ra, được Vạn Kiếm Môn để mắt, Trường gia chúng ta cũng có danh ngạch. Tiếng của Trương Vô Trần chợt vang lên. Vừa dứt lời, Trương Vô Trần mặc cung trang màu trắng đi đến. Ở phía sau của nàng, 4 tu sĩ kết đan đi theo. Tu vi cao nhất là Trương Hoành Quang, kết đan tầng 8. Khiến Vương Trường Sinh cảm thấy bất ngờ là Trương Hoành Vũ, vị linh thể giả này cũng có mặt. Tính đến nay, hắn cũng không biết Trương Hoành Vũ là linh thể gì. Trương Vô Trần thấy màn nở phái linh thể giả vào Phi Thiên Khư, xem ra nàng rất coi trọng chuyến đi Phi Thiên Khư một lần này. Nếu là Vương gia có một người có linh thể, hắn cũng không nở phái người mang linh thể tiến vào Phi Thiên Khư tầm bảo. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người mang linh thể kết anh là không có vấn đề. Nếu là Trương Hoành Vũ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Trương gia tương lai sẽ bớt đi một vị tu sĩ nguyên anh. Thật không biết Trương Vô Trần là nghĩ như thế nào. Sau khi hàn huyên đơn giản vài câu, Vương Trường Sinh bọn 6 vị tu sĩ nguyên anh ngồi xuống, tu sĩ kết đan đứng ở một bên. Vương đạo hữu, Lưu đạo hữu, Trương tiên tử, Diệp tiên tử, Phi Thiên Khư có bao nhiêu nguy hiểm, các người hẳn là có nghe nói qua. Hợp tác lấy bảo vật, tỷ lệ sống sót tương đối cao. Tiền sư điệt, Tần sư điệt, các người còn không mau ra bái kiến 4 vị tiền bối. Lý Thụy vừa dứt lời, một thiếu nữ váy lam dáng người cao gầy thướt tha cùng một thanh niên áo đỏ ngũ quan anh tuấn, dáng người cao ngất, tiến lên một bước, khom mình hành lễ với 4 người Vương Trường Sinh, nói: vạn bối Tiền Nguyệt bái kiến 4 vị tiền bối. Tiền Nguyệt kết đan tầng 9, Tần Bân kết đan tầng 8. Bọn họ là người dẫn đội của Vạn Kiếm Môn lần này, đều là đối tượng Vạn Kiếm Môn trọng điểm bồi dưỡng. Thanh Thiến, Thanh Linh, các ngươi còn không mau ra bài kiến các vị tiền bối. Vương Trường Sinh hô, 3 người bọn Trương Vô Trần cùng để phản bối nhà mình tự giới thiệu. Người dẫn đội của Diệp gia là Diệp Vân Dung, kết đan tầng 8. Người dẫn đội của Lưu gia là Lưu Quang Nghị, kết đan tầng 8. Người dẫn đội của Trương gia là Trương Hoành Quang, cùng là kết đan tầng 8. 6 tu sĩ nguyên anh bọn Vương Trường Sinh bắt đầu nói chuyện phiếm. Chiếu là về Phi Thiên Khư, tình huống Lý Thụy hiểu biết cũng không nhiều. Nói chuyện phiếm 1 canh giờ, Lý Thụy đứng dậy: Vương đạo hữu, Trương tiên tử, Diệp tiên tử, Lưu đạo hữu, thời gian cũng tương đối rồi, chúng ta cũng phải xuất phát thôi. Đạo hữu khác cũng chờ sốt ruột rồi. Trên người hắn toát ra một luồng kim ý kinh người, nhiều đốm sáng màu lam toát ra, hóa thành một kiếm quang màu lam dài hơn 30 trượng, tản mát ra một khí thế sắc bén không thể chống đỡ. Kiếm quang màu lam như thực thể,
thân kiếm bị một mảnh hào quang màu lam nhu hòa bao vây lấy. Kiếm tu ngự kiếm phi hành không phải là dẫm lên phi kiếm ngự kiếm phi hành, mà là dẫm lên kiếm quang phi hành. Bọn Lý Thụy cùng Nam Cung Phủ dần đầu nhảy đến trên kiếm quang màu lam, người khác theo sát phía sau. Đi. Theo một tiếng của Lý Thụy hạ xuống, kiếm quang màu lam nở rộ hào quang, hóa thành một dải cầu vòng màu lam xé gió chạy đi, nháy mắt nghìn trượng. Nơi kiếm quang màu lam đi qua, hư không truyền ra một tràng tiếng xé gió chói tai, cuồng phong gào thét bay qua. 7 ngày sau, kiếm quang màu lam tới đích, một hòn đảo hình trứng trên đảo kiến trúc san sát. Có lượng lớn tu sĩ hoạt động ở trên đảo, cờ xí phấp phới, tu tiên, đại phái, tu tiên thế gia, các thế lực lớn đều tụ tập ở đây. Trung ương hòn đảo có một tòa tiểu viện ngói xanh diện tích 10 mẫu. Bọn Lý Thiên Dương, hơn 20 tu sĩ Nguyên Anh tụ tập ở trong một tòa đình đá màu xanh nói chuyện phím. Vương Trường Sinh nheo đôi mắt, nhìn về phía bầu trời. Thần thức của hắn có thể cảm ứng được khu vực nào đó trên bầu trời có một trận không gian dao động mỏng manh. Không cẩn thận quan sát, căn bản không phát hiện được. Thần thức của Vương Trường Sinh nhanh chóng lướt qua đảo hoang. Chỉ riêng tu sĩ Nguyên Anh đã có hơn 20 người, kết đan hơn 100. Đây còn là bởi vì Chu Tư Hồng, nếu không tu sĩ tới đây sẽ càng nhiều. Phi Thiên Khư hơn 1.000 năm mở ra một lần, ai cũng không biết một lần sau còn có thể xuất hiện hay không. Các thế lực lớn đều phái ra đệ tử tinh nhuệ tiến vào Phi Thiên Khư tầm bảo. Đám người Diệp Hải Đường từ kiếm quang màu lam bay xuống, 6 người bọn Phương Trường Sinh bay về phía đỉnh đá màu xanh. Trừ Lý Thiên Dương, Hoàng Phủ Duệ cũng đến đây. Lý Đạo Hiểu, Hoàng Phủ Đạo Hiểu, đã lâu không gặp. Phương Trường Sinh chào hỏi Lý Thiên Dương cùng Hoàng Phủ Duệ một tiếng, ngồi xuống. Sau khi hàn huyên vài câu đơn giản, Lý Thiên Dương nói tới việc chính. Các vị đạo hữu, Chu Tư Hồng một ngày không trừ, Nam Hải sẽ một ngày không an bình. Chúng ta nhanh một chút mở ra thông đạo, để tiểu bối tiến vào Phi Thiên Khư tầm bảo đi. Nói thật, nếu không phải là Phi Thiên Khư hơn 1.000 năm mới mở ra một lần, 10 đại tông môn Nam Hải là không có khả năng ở lúc mấu chốt này phái người tiến vào Phi Thiên Khư tầm bảo. Trong lúc Phi Thiên Khư mở ra, lượng lớn tu sĩ cấp cao tụ tập ở Kim Thiềm Hải vực, nói không chừng sẽ cho Chu Tư Hồng cơ hội. Bọn họ cần tốc chiến tốc thắng. Mọi người đều đã đến đông đủ, vậy mở ra một cái thông đạo đi. Tống Thiên Dương bày tỏ cực kỳ đồng ý. Trừ 10 đại tông môn, còn có 10 đại tu tiên thế gia, tổng cộng có 450 tu sĩ kết đan tiến vào Phi Thiên Khư, có thể nói là lực lượng tinh nhuệ của Nam Hải tu tiên giới. Tu sĩ hóa thần không ra tay, tu sĩ tụ tập ở trên đảo có thể quét ngang Đông Hoang, Bắc Cực, Trung Nguyên. Một hải vực có kích thước hơn 5.000 vạn dặm. Nam Hải có mấy chục hải vực, địa vực rộng lớn, tài nguyên yêu thú phong phú, lúc này mới có thể cung cấp nuôi dưỡng nhiều tu sĩ cấp cao như vậy. Chỉ luận số lượng tu sĩ cấp cao, Nam Hải thuộc loại đứng đầu Đông Ly giới. Dù sao Nam Hải là nơi khởi nguyên của tu tiên giới, số lượng tu sĩ cấp cao không phải là nơi khác có thể so sánh. Ra tay! Lý Thiên Dương quát to một tiếng, triệu ra 18 cây cờ phướn màu đỏ dài khoảng một tấc. Sau khi vòng quanh hắn xoay một vòng, cờ phướn màu đỏ tăng vọt tới kích thước 5 trượng. Mặt cờ toát ra những tia lửa, nhiệt độ phụ cận chợt lên cao. Trên mặt cờ, mỗi một cây cờ phướn màu đỏ đều có hình mặt trời màu vàng. 18 cây cờ phướn màu đỏ lơ lửng ở trên bầu trời, giống như là 18 vầng mặt trời chói chang treo ở trên bầu trời, che cả bầu trời. Nhiệt độ cao nóng, cháy bốc hơi lượng lớn nước biển. Tu sĩ trên đảo chỉ cảm thấy miệng khô, lưỡi khô, như là đặt mình trong núi lửa. 18 cây cờ phướn màu đỏ chính là Liệt Dương Kỳ, bảo vật chấn tông của Cửu Dương Tông. Đây là một bộ linh bảo Cửu Dương Tông tốn mấy vạn năm mới chế tạo ra. Dưới tình huống bình thường, Cửu Dương Tông sẽ không sử dụng bảo vật này. Nếu không phải là lực giới diện quá mạnh, thủ đoạn bình thường không có hiệu quả, Cửu Dương Tông là sẽ không sử dụng bảo vật chấn tông. Linh bảo Liệt Dương Kỳ. Phương Trường Sinh nheo đôi mắt lại, về mặt đầy hâm mộ. Đây là một bộ linh bảo, không phải là một món linh bảo. Trấn Hải Đỉnh, bảo vật chấn tông của Trấn Hải Tông, cũng là một món linh bảo. Trấn Hải Tông vốn không chỉ có một món linh bảo,
bởi vì đại trưởng lão nào đó đã bảo thủ dẫn dắt một đám đệ tử tinh nhuệ tiến vào Thiên Hư Động Thiên tầm bảo. Linh bảo khác đều bị hủy ở Thiên Hư Động Thiên, chỉ để lại Trấn Hải Đỉnh linh bảo này. Bởi vì lượng lớn đệ tử tinh nhuệ chết ở Thiên Hư Động Thiên, Trấn Hải Tông từ đó về sau xuống dốc, cũng chưa thể luyện chế ra món linh bảo thứ hai. Nhật Nguyệt Cung chính là một môn phái khác lần lượt lấy ra bảo vật Trấn Tông, trừ Cửu Dương Tông, Nhật Nguyệt Cung, Vạn Kiếm Môn, Vạn Thú Đạo, Tứ Hải Môn, bốn môn phái bảo vật Trấn Tông là linh bảo. Bảo vật Trấn Tông của năm phái khác chỉ là bảo vật bình thường. Cái này trái lại không phải là nói năm phái khác không có linh bảo, chỉ là số lượng linh bảo ít hoặc không phát huy tác dụng, lúc này mới chưa lấy ra. Mười đại thế gia Nam Hải cũng lần lượt lấy ra bảo vật Trấn Tộc, không phải linh bảo. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, mười đại tông môn Nam Hải và mười đại tu tiên thế gia Nam Hải chênh lệch thật lớn. Vương Trường Sinh âm thầm đoán, mười đại tông môn Nam Hải ít nhất có được hơn hai kiện linh bảo, nói không chừng có thông thiên linh bảo. Về phần mười đại tu tiên thế gia Nam Hải, hẳn là có một món linh bảo, không nhất định có thông thiên linh bảo. Tài nguyên tu tiên nhiều nhất Nam Hải còn như thế. Về phần Đông Hoang, nhắm chừng Thái Nhất Tiên Môn có thể lấy ra linh bảo, môn phái khác thì không nhất định. Bắc Cương mà nói, Cửu U Tông, Tam Diễm Cung, các đại phái khác cầm cờ đi trước hẳn là có linh bảo, môn phái khác thì không nhất định. Về phần Trung Nguyên tu tiên giới, cái này khó mà nói. Trung Nguyên tu tiên giới tương đối ổn định, rất ít bùng nổ đại chiến sự. Mở ra cho ta. Lý Thiên Dương quát to một tiếng, 18 cây liệt dương kỳ đều nở rộ ra ánh vàng chói mắt, phun ra một cột lửa màu vàng thô to, hội tụ lại với nhau hóa thành một cột lửa màu vàng đường kính trăm trượng xông thẳng lên trời. Cột lửa màu vàng đánh vào một mảnh không trung nào đó, không trung kịch liệt chớp lên, giống như là muốn sụp đổ ra. Linh quang pháp thuật đủ mọi màu sắc đánh tới, hư không bị xé ra một lỗ hổng. Lỗ hổng không ngừng mở rộng rất nhanh, đã lớn khoảng một trượng. Đúng lúc này, hư không phát ra tiếng nổ ầm ầm, chịu lực giới diện ảnh hưởng, chỗ hổng nhanh chóng khép lại. Tống Thiên Dương và Mộc Nguyệt Hoa đồng thời giơ tay, một luồng hào quang màu vàng cùng một luồng hào quang màu bạc bay ra, là một cái vòng màu vàng của một cái vòng màu bạc. Mặt ngoài hai cái vòng trải rộng phù văn thần bí to bằng hạt gạo, linh quang lóe lên không ngừng. Nhật Nguyệt Hoàn, một trong ba đại Trấn Tông chi bảo của Nhật Nguyệt Cung, kiêm cả công phòng, có tác dụng ổn định một mảnh không gian. Nhật Nguyệt Hoàn bay đến chỗ hổng khép lại, nở rộ ra ánh vàng cùng ánh bạc chói mắt. Chỗ hổng theo thể tích của Nhật Nguyệt Hoàn to lên, một luồng linh khí tinh thuần bừng lên, mơ hồ có thể thấy được bóng dáng kỳ cầm dị thú. Mau vào đi, Nhật Nguyệt Hoàn không kiên trì được bao lâu. Tống Thiên Dương lớn tiếng nói, sắc mặt ngưng trọng. Ở dưới sự chỉ huy của Lý Thiên Dương, 450 tu sĩ kết đan xếp hàng bay vào chỗ hổng. Trên người bọn họ đều mang theo một tấm bí phủ. Chờ hơn một tháng sau, đám người Lý Thiên Dương sẽ liên thủ mở ra một chỗ hổng. Bọn họ bóp nát bí phù có thể rời khỏi phi thiên khư. Sau khi một tu sĩ kết đan cuối cùng bay vào phi thiên khư, Nhật Nguyệt Hoàn nhanh chóng thu nhỏ lại, bay trở về trong tay Tống Thiên Dương cùng Mộc Nguyệt Hoa. Chỗ học nhanh chóng khép lại, biến mất không thấy nữa. Bọn họ sẽ nán lại ở phi thiên khư hơn một tháng. Chúng ta về trên đảo nghỉ ngơi trước đi. Lý Thiên Dương thu hồi liệt dương kỳ, bay trở về hòn đảo. Đám người Vương Trường Sinh theo sát sau đó, đi theo về tới hòn đảo. Bọn họ tụ tập ở trong đỉnh đá, uống trà, nói chuyện phiếm cực kỳ thích ý. Diệp Hải Đường cảm giác đầu váng mắt hoa, đứng cũng đứng không vững, đầu truyền đến một cảm giác đau đầu muốn nứt. Quanh thân của nàng chợt toát ra một mảnh lớn âm khí màu đen bao phủ toàn thân của nàng. Qua một hồi lâu, Diệp Hải Đường lúc này mới khôi phục như thường, âm khí ngoài thân màu đen tan đi. Nàng lúc này ở đỉnh của một ngọn núi cao xanh tươi tốt, hướng phía xa nhìn đi. Mặt nàng đầy sự chấn động, chung quanh là một dãy núi xanh biếc kéo dài ngàn vạn dặm, liếc một cái nhìn không thấy điểm cuối. Nơi này ngọn núi cao ngất trong mây, mây mù lượn lờ, một cảnh tượng tiên gia phúc địa. Trong dãy núi phần nhiều là tảng đá kỳ quái, vách đá hiểm trở. Bầu trời có một đàn
huyền hạc màu trắng hình thể thật lớn lượn không ngừng trên bầu trời. Yêu thú hình thể thật lớn chạy ở trong rừng rậm. Diệp Hải Đường hít sâu một hơi, vui vẻ vô cùng. Nơi đây độ dư thừa của linh khí là hơn 5 lần bên ngoài. Nếu là ở đây tu luyện, tuyệt đối là làm ít hưởng nhiều. Phi Thiên Khư chỉ mở ra hơn 1 tháng, nàng cũng không có quá nhiều thời gian để lãng phí. Trên núi sinh trưởng không ít linh hoa màu tím đậm, nụ hoa lớn vô cùng, có kích cỡ một cái vại nước. Cành hoa chỉ to bằng nắm tay, trải rộng gai móc màu vàng nhạt. Diệp Hải Đường lật tay lấy ra một cây cờ phướn nhỏ hào quang màu đen lấp lánh, vẫy tay nhẹ một cái, mặt cờ hiện ra ô quang chói mắt. Một mảnh lớn âm khí màu đen thổi quét ra, lan tràn đi dưới núi. Mấy trăm con bọ cạp độc toàn thân màu tím từ trong biển hoa lao ra, lưng chúng nó mọc ra 2 đôi cánh mỏng manh màu tím, có 2 cái đuôi nhọn màu vàng nhạt, trong mồm phun ra khói độc màu tím. 2 cái kìm đen nhánh tỏa sáng, nhìn qua dữ tợn vô cùng. Nhiều độc trùng bậc 3 như vậy. Diệp Hải Đường nhíu mày, nơi này thế mà có 5 con độc trùng bậc 3, thật sự ra ngoài dự kiến của nàng. Diệp Hải Đường lật bàn tay, hắc quang lóe lên, một tấm gương nhỏ màu đen linh lung tinh xảo xuất hiện ở trên tay của nàng. Mặt trái của gương có khắc một hình hoa sen màu đen. Hắc Liên Kính, đây là pháp bảo Vương Trường Sinh tự mình luyện chế cho Diệp Hải Đường. Mặt gương sau khi sáng lên ô quang chói mắt, hơn 100 quả lôi hỏa màu đen to bằng nắm tay tuôn ra, ở trong một tràng tiếng nổ chói tai, đánh về phía bọn bọ cạp độc màu tím. Bọ cạp độc màu tím muốn tránh, gió âm nổi lên mạnh liệt, âm khí màu đen hóa thành những sợi xích màu đen khóa chặt thân thể chúng nó. Sau một chuỗi tiếng nổ vang lên, một mảnh lôi hỏa màu đen bao phủ bọ cạp độc màu tím. Thế lửa nhanh chóng lan tràn ra, biển hoa màu tím bị lôi hỏa màu đen bao phủ, những cây linh hoa màu tím ngã xuống. Diệp Hải Đường vung cổ tay, một sợi roi sương màu trắng âm khí lượn lờ bay ra, đánh về phía độc trùng bậc 3. Roi sương màu trắng đánh ở trên lưng của bọ cạp độc màu tím. Lưng bọ cạp độc màu tím nhất thời có thêm một cái lỗ máu, thân thể lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khô quắt xuống. Không đến 5 hơi thở, 5 con độc trùng bậc 3 đều chết. Diệp Hải Đường không tổn hao gì, nàng thu hồi hắc liên kính cùng roi xương, thả ra 2 con bọ cạp xương màu trắng lớn 3 trượng. Toàn thân bọ cạp xương màu trắng âm khí lượn lờ, hiển nhiên là quỷ vật. Ngoài thân 2 con bọ cạp xương sau khi sáng lên ánh sáng trắng đã chui vào trong lòng đất. Diệp Hải Đường đi xuống dưới núi, tốc độ tương đối chậm, vẻ mặt nàng đầy sự đề phòng. Một cánh rừng rậm màu đen rộng lớn khôn cùng, Vương Thanh Linh đứng ở trên một mảnh đất trống. 5 con nhện màu đen hình thể thật lớn bao vây lấy nàng. Cái đầu của con nhện màu đen nhỏ vô cùng, bụng mập mạp, dưới bụng có 8 vuốt sắc như trường mâu. Một đôi vòi màu vàng nhạt lộ ra bên ngoài, nhìn qua có chút dữ tợn. 10 mấy con nhện màu đen hình thể khá nhỏ ngã ở trên mặt đất. Trong không khí tràn ngập một mùi gai mũi. Vận khí của nàng không tốt, trực tiếp truyền tống đến hang ổ của một đám yêu trùng bậc 3. Băng Phong Giao và Ô Tước đang điên cuồng công kích 5 con nhện màu đen. Trong mồm Băng Phong Giao phun ra khí lạnh màu trắng, mặt đất đều kết băng, tầng băng dày mấy thước. Con nhện màu đen bị khí lạnh màu trắng ảnh hưởng, tốc độ chậm lại, bị cái đuôi của Băng Phong Giao đập vỡ nát. Ô Tước vỗ đôi cánh, mấy chục ngọn lửa màu đen to bằng nắm tay bay ra, đánh lên trên thân của một con nhện màu đen. Một mảnh lửa màu đen bao phủ con nhện màu đen. Con nhện màu đen kịch liệt giày giụa, phun ra các tơ nhện màu đen mảnh mai, hóa thành một tấm mạng nhện màu đen bao phủ về phía Ô Tước. Nhưng Ô Tước phản ứng rất nhanh, giang đôi cánh bay đến chỗ cao. Lòng đất phồng lên một cái ụ đất nhỏ, ụ đất nhỏ nhanh chóng di động. Nơi đi qua, mặt đất chợt hóa thành cát chảy tới xốp. Trong phạm vi 3 dặm là một cái hố cát thật lớn. Thân thể của 4 con nhện màu đen lâm vào hố cát. Những cây mâu cát sắc bén từ lòng đất chui ra, biến thành những cái lồng giam cát màu vàng vây khốn 4 con nhện màu đen. Một tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc vang lên, một làn khí cực lạnh thổi quét đến. 4 con nhện màu đen thậm chí không kịp phản ứng liền biến thành tượng băng, sau đó bị cái đuôi Băng Phong Giao đập thành mảnh vụn, chết không thể chết lại. Vương Thanh Linh thở phào nhẹ nhõm một hơi, nơi này quả thật là nguy hiểm, thế mà có nhiều yêu thú bậc 3 như vậy. Nàng thu hồi Băng Phong Giao cùng Ô Tước, quét tước chiến trường, đi về phía sâu trong rừng rậm.
trên một mảnh đồng cỏ mênh mông vô bờ. Vương Thanh Thiến đứng ở trên một đồi đất thấp bé, mấy trăm con sói yêu hai đầu màu xanh nhạt bao vây lấy nàng. Lang Vương thân thể dài 3 trượng, cao 1 trượng, trong mắt là màu vàng. Đây là một con sói yêu bậc 3 thượng phẩm. 5 con rối thú hình người, hình thể thật lớn, ở dưới sự khống chế của Vương Thanh Thiến điên cuồng công kích sói yêu hai đầu. Chúng nó đều phun ra một cột sáng thô to, hóa thành một cột sáng 5 màu lớn vô cùng, đánh vào trong 7 sói. Mấy chục con sói yêu trực tiếp biến thành mưa máu đầy trời. Trong miệng Lang Vương phun ra một cơn lốc xoáy màu xanh, sói yêu khác đều nói theo. Hơn 100 cơn lốc xoáy màu xanh thổi quét hướng tới Vương Thanh Thiến, thanh thế to lớn. Vương Thanh Thiến biến đổi pháp quyết, con rối thú ngũ hành thi nhau phun ra một cột sáng thô to, đánh về phía con lốc xoáy màu xanh đang lao tới. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ không ngừng, song khí cuồn cuộn, mái tóc Vương Thanh Thiến đón gió bay múa. Đúng lúc này, một lốc xoáy màu xanh cao hơn 1000 trượng từ nơi xa thổi quét đến, tốc độ tương đối nhanh. Lốc xoáy màu xanh lao vào 7 sói. Sói yêu màu xanh không chịu được khống chế bị cuốn vào lốc xoáy màu xanh, bị xay thành một mảnh mưa máu. Tứ chi của Lang Vương chợt toát ra một cơn lốc xoáy xanh thẳm, muốn chạy trốn. Một quầng sáng màu xanh nhạt từ trên trời giáng xuống, bao phủ Lang Vương. Lang Vương không động đậy nổi, giống như là bị cố định. Lốc xoáy màu xanh sau khi tới gần, Lang Vương bị cuốn vào lốc xoáy màu xanh. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lang Vương biến thành một mảnh mưa máu. Hào quang màu xanh chợt lóe, lốc xoáy màu xanh hóa thành Vương Hoa Phong. Hai tay của hắn đều nắm một lưỡi hái màu xanh, trên lưỡi hái dính đầy máu tươi. Vương Thanh Thiến nhìn thấy Vương Hoa Phong, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Có thể nhanh như vậy hội hợp cùng với đồng tộc, vận khí của hắn vẫn là không tệ. Lão tổ tông, ngài không có việc gì chứ? Vương Hoa Phong vẻ mặt quan tâm, cảm ứng châu nổi lên phản ứng, hắn lập tức chạy tới, vừa lúc giúp Vương Thanh Thiến giải quyết một phiền toái nhỏ. Ta không sao, không biết đám người thập muội ở nơi nào, hy vọng nhanh một chút hồi hợp với bọn họ. Nơi này đã quá nguy hiểm rồi, yêu thú bậc 3 tùy ý có thể thấy được. Vương Thanh Thiến nhìn thi thể đầy đất, trên mặt lộ ra vẻ mặt lòng còn sợ hãi. Nàng vẫn là lần đầu tiên đụng phải trường hợp tanh máu như vậy. Trong một mảnh khe núi hẻo lánh, một cái hang động trong lòng đất thỉnh thoảng truyền ra từng đợt tiếng nổ chói tai, đất rung núi chuyển. Một tiếng thu rống trầm thấp vang lên, một con vượn khổng lồ màu vàng cao hơn 1 trượng từ hang động trong lòng đất lao ra. Con vượn khổng lồ màu vàng há cái mồm đầy răng nanh, ngực có vài vết máu rõ ràng có thể thấy được, sau lưng máu tươi đầm đìa, cánh tay trái không cánh mà bay, một bộ dáng nguyên khí đại thương. Nó còn chưa chạy được bao xa, một cái bánh xe vàng thật lớn từ trong hang động bắn ra, nháy mắt xuyên thủng thân thể của con vượn khổng lồ màu vàng. Con vượn khổng lồ màu vàng ngã xuống trên mặt đất, thân thể tách thành hai, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Vương Thủ Minh từ hang động trong lòng đất đi ra, trên người của hắn khoác một cái áo choàng màu vàng, mặt đầy nụ cười. Hắn trực tiếp truyền tống vào hang ổ yêu thú, có 2 con đại lực kim bối viên bậc 3 trung phẩm, còn có hơn 1000 cân hầu nhi tiểu. Lấy thực lực của hắn, 2 con đại lực kim bối viên bậc 3 trung phẩm tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Vừa tiến vào phi thiên khư, hắn đã đạt được hơn 1000 cân hầu nhi tiểu, thu hoạch rất lớn. Bên ngoài hang động là một mảnh rừng rậm màu đen, phóng mắt nhìn lại, sinh trưởng lượng lớn cây cối màu đen cao hơn 1000 trượng, che cả bầu trời. Lượng lớn dây leo màu xanh quấn quanh ở trên cây cao che trời. Hắn thu hồi thi thể của đại lực kim bối viên, thả ra một con song đồng thử béo múc. Con song đồng thử này là linh thú bậc 2 thượng phẩm, khiếu giác linh mẫn, giỏi về tìm kiếm thiên địa linh dược. Song đồng thử mà Vương Trường Sinh chăn nuôi sản sinh thực rất nhiều. Rất nhiều tu sĩ Vương gia chăn nuôi một con song đồng thử, nhưng chưa ai bồi dưỡng ra con song đồng thử bậc 3. Vương Thủ Minh lấy ra 2 quả hạch màu xanh to bằng nắm tay, đút cho song đồng thử. Song đồng thử sau khi ăn hết 2 quả hạch, ngoài thân lóe lên hào quang màu vàng, chui vào trong lòng đất. Mặt đất phồng lên một ụ đất nhỏ, nhanh chóng tiến lên. Vương Thủ Minh theo ở phía sau. Sau thời gian một chén trà nhỏ, ụ đất phía trước chợt ngừng lại. Mặt đất như xé rách ra, một con rết màu đen dài hơn 10 trượng từ lòng đất chui ra,
ngoài thân của nó một chút đường vân màu vàng. Trên đầu có một đôi râu màu đen dài 3 thước, dưới bụng là hơn 100 cái vuốt sắc màu đen, trong mắt to bằng chậu rửa mặt, có màu vàng nhạt. Song đồng thử ở trong mồm nó chỉ có thể nhìn thấy đuôi chuột. Đây là một con độc trùng bậc 3 thượng phẩm. Trong mắt màu vàng của nó nhìn chằm chằm Vương Thu Minh. Vương Thu Minh biến sắc, không hổ là phi thiên khư, yêu thú bậc 3 tùy ý có thể thấy được. Con rết màu đen mở ra cái mồm như chậu máu, một luồng hắc quang thô to bay ra đánh về phía Vương Thu Minh. Áo choàng màu vàng trên người Vương Thu Minh sáng lên vô số phù văn màu vàng, hóa thành một tàn ảnh lùi mười mấy trượng. Một tiếng nổ vang lên, hắc quang đánh ở trên thân của một cây cổ thụ che trời. Trên thân cây nhất thời có thêm một cái hố đường kính nửa trượng, bốc ra một luồng khí nóng. Vương Thu Minh nhíu mày, đang muốn làm phép công kích con rết màu đen. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, một đám mây hình nấm thật lớn dâng lên ở bầu trời. Hai đạo độn quang bay về tới nơi đây. Con rết màu đen cũng mặc kệ những thứ này, nhanh chóng lao tới Vương Thu Minh, trong miệng phun ra từng đạo hắc quang thô to. Áo choàng màu vàng trên người Vương Thu Minh tỏa sáng, cả người hóa thành một tàn ảnh, di động ở trong rừng rậm chật chội. Một chuỗi tiếng nổ vang lên, hắc quang đánh lên trên mặt đất. Mặt đất có thêm những cái hố khổng lồ lớn mấy trượng. Trong hố là một mảnh cháy đen. Hắc quang đánh lên trên cây cổ thụ che trời. Trên thân cổ thụ che trời nhất thời có thêm một cái hố đường kính nửa trượng. Lúc này, hai đạo độn quang bay tới trước mặt là hai nam tử. Ngũ quang rất tương tự, Vương Thu Minh cũng không nhận ra bọn họ. Ở phía sau bọn họ là một đám mây máu lớn mấy trăm trượng. Cẩn thận quan sát, đám mây máu do hàng chục vạn con kiến màu máu tạo thành. Một đôi vòi hút sắc bén của chúng nó lộ ra bên ngoài. Trên lưng mọc một đôi cánh mỏng manh màu máu. Phần đuôi con rết màu đen chợt phun ra một làn khói độc màu đen, đánh về phía hai tu sĩ kết đan. Hai tu sĩ kết đan vội vàng tránh đi, hướng về tới phương hướng khác nhau chạy đi. Đám mây màu máu cùng theo đó phân thành hai, chia làm hai đám mây màu máu đuổi theo hai tu sĩ kết đan. Con kiến màu máu điên cuồng gặm cắn hộ thể linh quang của bọn họ. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hai người lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến thành xương trắng. Hộ thể linh quang và pháp bảo phòng ngự cũng không ngăn được đàn kiến màu máu này. Ngoài thân con rết màu đen sau khi sáng lên ô quang, chui vào lòng đất không thấy đâu nữa. Vương Thu Minh trợn mắt há hốc mồm, rất nhanh phản ứng lại. Áo choàng màu vàng nhất thời nở rộ ánh sáng màu vàng, hóa thành một đạo độn quang xé gió chạy đi. Đám mây màu máu hợp thành một, đuổi theo. Một mảnh rừng rậm xanh tươi tốt, Diệp Hải Đường đứng ở trước một cây cổ thụ màu đen cao hơn ngàn trượng. Trên mặt đất có muỗi yêu màu đen lấy hàng vạn để tính. Cổ thụ màu đen phiên lá thừa thớt, toàn thân đen bóng tỏa sáng, chiếu rọi ra hào quang kim loại. Phóng mắt nhìn ra xung quanh, đều là loại cổ thụ màu đen này, đều cao hơn ngàn trượng, thiết mộc ngàn năm trở lên. Thế mà có nhiều như vậy, khó trách gọi là phi thiên khư. Diệp Hải Đường lẩm bẩm, thiết mộc ngàn năm là tài liệu thường giai để luyện chế con rối thú cấp 4. Con rối thú cấp 4 số lượng thừa thớt có rất nhiều nguyên nhân. Đầu tiên là tài liệu luyện chế tương đối ít, ít nhất là cần linh mộc ngàn năm trở lên mới có thể luyện chế được con rối thú cấp 4. Không phải toàn bộ ngàn năm linh mộc đều có thể lấy để luyện chế được con rối thú cấp 4. Thiết mộc là tài liệu tốt nhất, cũng có thể là dùng kim loại khoáng thạch cấp 4 để thay thế. Tiếp theo, con rối thú cấp 4 cần luyện vào tinh hồn của yêu thú cấp 4. Muốn đạt được tinh hồn của yêu thú cấp 4 thì cần chém giết một con yêu thú cấp 4. Nếu luyện chế thất bại, tài liệu và tinh hồn yêu thú liền báo hỏng. Còn có, luyện chế một con rối thú cấp 4 phí tổn quá cao. Tài liệu luyện chế hai con rối thú cấp 4 cũng có thể lấy để luyện chế một món linh bảo. Cuối cùng, thời gian luyện chế tương đối dài. Luyện chế một con rối thú cấp 4 không thua gì luyện chế một bộ pháp bảo bậc 2. Ngoài ra, con rối thú cấp 4 cần dùng thượng phẩm linh thạch để vận hành. Số lượng dự trữ thượng phẩm linh thạch vốn đã không nhiều, Vương gia chỉ góp nhặt được mười mấy khối thượng phẩm linh thạch mà thôi. Trên tay của Vương gia còn có hai con rối thú, đã sửa được một con. Trên người Vương Thanh Thiến mang theo một con rối thú cấp 4. Chỉ cần chặt một cây thiết mộc ngàn năm, cho dù là lập tức rời khỏi phi thiên khư,
vậy cũng đáng. Những cây thiết mộc này cũng không biết đã sinh trưởng bao lâu. Diệp Hải Đường vòng vo một hồi lâu mới tìm được một cây thiết mộc số 5 tuổi khá thấp. Không có cách nào cả, thiết mộc số 5 tuổi quá cao, nàng căn bản không chặt nổi. Diệp Hải Đường triệu ra hắc liên kính, đánh vào một pháp quyết, mặt gương lóe lên ô quang. Hơn 100 quả lôi hỏa màu đen to bằng nắm tay bay ra, nện ở trên thiết mộc. Một chuỗi tiếng nổ vang, một mảnh lửa màu đen bao phủ non nửa cây thiết mộc. Diệp Hải Đường phất tay áo, 7 cây phi đao đen bóng bắn ra, bổ lên trên thiết mộc. Vang lên một chuỗi tiếng kim loại giao kích, mặt ngoài thiết mộc có thêm vài vết chém mờ nhạt. Nàng nhíu mày, những cây thiết mộc này hấp thu lượng lớn linh khí, mọc rất tốt. Cho dù là vận dụng pháp bảo, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó mà chặt nổi được một cây thiết mộc. Phi Thiên Khư chỉ duy trì thời gian được hơn tháng, nàng cũng không có quá nhiều thời gian để lãng phí. Diệp Hải Đường hất cổ tay, hơn 100 cây cờ lệnh màu xanh bay ra. Trong đó có một cây cờ phướn màu xanh dài hơn một trượng, mặt cờ trào ra một cơn lốc xoáy màu xanh, linh khí bức người. Đây là một bộ trận pháp cấp 4, lực lượng cá nhân có hạn, nhưng Diệp Hải Đường là trận pháp sư, nàng bày ra trận pháp, thực lực tăng mạnh, chặt một ít thiết mộc không có vấn đề. Tán. Diệp Hải Đường bắt pháp quyết, thấp giọng quát. Hơn 100 cây cờ trận màu xanh, mặt cờ nhất thời tỏa sáng. Sau khi sáng lên, vô số phù văn màu xanh hướng tới xung quanh tản ra, bao vây khu vực phạm vi 5 dặm. Nàng lấy ra một tấm trận bàn 9 cạnh màu xanh, đánh vào mấy pháp quyết. Trận bàn nhất thời sáng lên vô số phù văn màu xanh, hơn 100 cây cờ trận hình thể tăng vọt, nhập vào trên mặt đất biến mất. Ngay sau đó, chợt cuồng phong gào thét, thổi bay ra vô số lá rụng. Một lốc xoáy màu xanh cao hơn 100 trượng, đường kính hơn 10 trượng, bỗng dưng hiện lên. Rất nhanh xuất hiện cái thứ hai, cái thứ ba. Cửu cung linh trận, trận pháp cấp 4. Không đến 10 hơi thở, hơn 100 lốc xoáy màu xanh cao hơn 100 trượng, đường kính hơn 10 trượng xuất hiện ở phụ cận. Song khí mạnh mẽ cuốn lên lượng lớn lá rụng cùng đá vụn. Lá rụng cùng đá vụn bị cuốn vào bên trong lốc xoáy màu xanh, trực tiếp bị nghiền thành phấn. Diệp Hải Đường biến đổi pháp quyết, hơn 100 lốc xoáy màu xanh ùn thổi quét về phía thiết mộc ngàn năm bị lôi hỏa màu đen che kín. Sau một chuỗi tiếng nổ vang, hơn 100 lốc xoáy màu xanh đánh lên thiết mộc. Thiết mộc gồ ghề đầy hố, cành nhỏ nháy mắt bị đánh gãy, bị luồng khí mạnh mẽ xay thành bột phấn. Sau nửa canh giờ, ở trong một tràng tiếng nổ, thiết mộc ngàn năm bị lưỡi đao gió cỡ lớn dày đặc chém thành 200 khúc. Thế này còn chưa đủ, Diệp Hải Đường không chế trận pháp công kích thiết mộc khác. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ không dứt, sóng khí cuồn cuộn. Phi Thiên Khư hơn ngàn năm mở ra một lần. Diệp Hải Đường muốn kiếm thêm được một chút thiết mộc ngàn năm trở về, để Vương Trường Sinh luyện chế con rối thú cấp 4. Hai ngày thời gian rất nhanh đã trôi qua, Hải Đường sắp mặt tái nhợt, ở ngực treo một chuỗi trừ vật châu thật lớn, nhiều tới hơn 100 viên. Trừ một chuỗi trừ vật châu, Vương Trường Sinh còn cho Diệp Hải Đường một cái nhẫn trừ vật, để nàng dùng để đựng linh dược quý giá hoặc là tài liệu luyện khí. Lão Vương gia nghèo sợ rồi. Năm người bọn Diệp Hải Đường không dễ gì tiến vào Phi Thiên Khư, tự nhiên cần đưa nhiều thêm vài thứ trở về. Nàng lấy ra một viên thuốc màu lam nhạt, nuốt dùng vào, sắc mặt tái nhợt chậm rãi khôi phục hồng nhuận. Mình xin kết thúc câu chuyện tại đây. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và theo dõi. Hẹn gặp mọi người trong tập tiếp theo. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và thoải mái.